Miền núi xứ Thanh không chỉ được biết đến với cảnh sắc thiên nhiên sơn thủy hữu tình, nhiều điểm du lịch sinh thái cộng đồng đặc sắc, mà còn ấn tượng bởi hình ảnh các cô gái duyên dáng trong những trang phục truyền thống. Giữa không gian xanh của núi rừng, trên nương rẫy, bên những ngôi nhà sàn, màu sắc hoa văn thổ cẩm luôn rạng rỡ, càng tôn lên vẻ đẹp của miền sơn cước. Thổ cẩm chính là một trong những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, luôn được trân quý, gìn giữ và phát huy trong cuộc sống hiện đại hôm nay. Trong cộng đồng các dân tộc thiểu số nói chung, tỉnh Thanh Hóa nói riêng, thổ cẩm là một nét văn hóa đặc trưng có từ lâu đời. Chứa đựng bên trong những sản phẩm thổ cẩm nhiều màu sắc, hoa văn phong phú là quá trình chiêm nghiệm, sáng tạo của con người. Qua những đôi tay khéo léo cần cù của người phụ nữ, từng sản phẩm mang hồn cốt tinh hoa văn hóa dân tộc ra đời. Với gam màu chủ đạo tươi sáng rực rỡ, đường nét hoa văn đa dạng, thổ cẩm được chị em dân tộc thiểu số dùng trong may mặc hàng ngày, tạo nên những bộ trang phục giàu bản sắc. Thổ cẩm còn được dùng làm vỏ gối, chăn đệm và các vật dụng trang trí, làm quà tặng trong đám cưới, đám hỏi hoặc làm vật tế thần trong lễ xên bản, xên mường, làm đồ tùy táng cho người qua đời. Bộ sắc phục này thì không phải là chỉ cho ngày lễ hội mà những ngày cưới hỏi và ngày vui thì đều sử dụng những trang phục của chúng tôi đang mặc, và để gìn giữ cái nét truyền thống đó thì dù là thời nay ví dụ thanh thiếu niên thì người ta cũng sẽ rất là háo hức và thích mặc những bộ trang phục mà những người chị người mẹ dệt. Theo những già làng trưởng bản dân tộc Thái, thổ cẩm có từ rất lâu đời, được truyền qua nhiều thế hệ. Trên mỗi tấm thổ cẩm luôn có màu xanh của cây lá, màu hồng trắng đỏ của hoa rừng, màu vàng rực rỡ của ánh nắng mặt trời. Tuy nhiên, người phụ nữ luôn khéo léo kết hợp các màu sắc với nhau để tạo ra những tấm vải, những trang phục, vật dụng thổ cẩm phù hợp với từng độ tuổi người dùng. Điểm đặc biệt của nghề thêu dệt vải thổ cẩm truyền thống dân tộc Thái ở Thanh Hóa là chúng được làm ra từ chính đôi bàn tay của những người phụ nữ đảm đang. Trước đây, chị em thường làm tất cả các khâu từ sản xuất nguyên liệu cho đến nhuộm màu, dệt và thêu thùa thành sản phẩm. Bởi vậy, đến bất cứ bản làng dân tộc Thái nào ở Thanh Hóa cũng đều bắt gặp hình ảnh người phụ nữ chăm chỉ bên khung cửi, cần mẫn, xe kim, thêu thùa. Tuy nhiên, ngày nay khi các sản phẩm may mặc công nghiệp được bán nhiều trên thị trường thì nghề dệt thêu thổ cẩm không còn phổ biến nữa, chỉ còn rất ít người ở một số địa phương còn duy trì vì lòng đam mê và mong muốn gìn giữ văn hóa dân tộc mình. Chị Hà Thị Thúy Nga sinh ra và lớn lên ở bản Ngàm, xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn. Năm nay mới tròn 20 tuổi, nhưng chị đã có 10 năm gắn bó với chiếc khung cửi. Hiện chị Nga đã có thể dệt cho mình và các thành viên trong gia đình những bộ váy áo truyền thống hay những bộ chăn gối thổ cẩm. Chị cho biết, những sản phẩm thổ cẩm của người Thái là niềm tự hào của nhiều thế hệ, rất được ưa chuộng ở khắp các bản làng. Từ cách tạo ra nguyên liệu cho đến pha phối màu sắc, tạo hoa văn, họa tiết và hình thái sản phẩm đều có nét độc đáo. Với sự chăm chỉ và khéo léo, chị em phụ nữ Thái ở bản Ngàm đã tạo ra nhiều sản phẩm với mẫu mã đẹp, hoa văn tinh xảo, màu sắc hài hòa. Chào chị ạ, tôi thấy chị đang ngồi dệt thổ cẩm phải không ạ? Vậy thì chị biết dệt từ khi nào và chị học từ ai ạ? Dạ, em biết dệt từ lúc 5 lên 10 và người dạy em là mẹ. Mẹ em nói là người con gái Thái là phải biết dệt. Vậy thì ngày hôm nay chị đang dệt sản phẩm gì ạ? Dạ, em đang dệt chiếc khăn piêu của người con gái Thái ạ. Để một cái sản phẩm khăn piêu hoàn chỉnh ấy thì chị cần dệt khoảng bao nhiêu ngày ạ? Dạ, chiếc khăn piêu hoa văn rất tỉ mỉ. Và đối với người trẻ chúng như chúng em thì để hoàn thành một sản phẩm thì phải 4-5 ngày. Còn đối với những các mẹ với các cô người già thì chỉ có 1-2 ngày là hoàn thành một sản phẩm.
Nhằm phát triển kinh tế gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa, nhiều địa phương ở miền núi Thanh Hóa đã xây dựng những mô hình giảm nghèo từ nghề dệt thổ cẩm. Từ đó, giúp đồng bào có thêm thu nhập, nâng cao đời sống, đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy giá trị các ngành nghề truyền thống. Thôn Trường Khạt, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Mường. Trước đây, Trường Khạt được nhiều người biết đến bởi có nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Tuy nhiên, một thời gian dài, nghề dệt thổ cẩm ở Trường Khạt bị mai một do không cạnh tranh được với vải vóc công nghiệp trên thị trường. Vì vậy, hầu hết chị em đã gác khung dệt bỏ nghề. Mặc dù vậy, vẫn có một số chị em đam mê nên cẩn mẫn, kiên trì, níu giữ lấy nghề. Năm 2015, tổ dệt thổ cẩm thôn Trường Khạt được thành lập với 4 chị em tham gia. Các sản phẩm của tổ dệt làm ra, ngoài phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong gia đình, còn được tiêu thụ ở nhiều địa phương khác trong tỉnh. Đến năm 2020, sau khi công ty cổ phần Đông Nam Dược miền Trung thành lập và đi vào hoạt động trên địa bàn xã Đồng Lương, tổ dệt thổ cẩm thôn Trường Khạt đã thu hút thêm nhiều chị em tham gia, sản xuất nhiều mặt hàng thổ cẩm đa dạng khác như gối bạc hà, gối ngải cứu dành cho người lớn và gối đinh lăng dành cho trẻ em. Hiện tại, các sản phẩm thổ cẩm của bà con đã được xuất bán ra thị trường trong nước và xuất khẩu sang nước ngoài. Với mức lương từ 6 đến 7 triệu đồng một người một tháng, các thành viên trong tổ dệt thổ cẩm đã có cuộc sống ổn định hơn. Đây cũng là động lực để bà con tiếp tục bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc. Công ty xây dựng ra cái tổ dệt ở đây thì mong muốn là để tạo ra được cái làng nghề truyền thống và đặc biệt là khôi phục lại cái làng nghề truyền thống mà trước đây bà con đã có như là dệt thổ cẩm. Công ty về thì cũng định hướng rất là rõ ràng là khi xây dựng ra tổ dệt, công ty sẽ có rất nhiều các mẫu mã hàng mới và có nhiều đơn đặt hàng để đáp ứng nhu cầu việc làm cho người lao động. Và bên cạnh đó thì một số cái sản phẩm từ tổ dệt làm ra thì công ty cũng định hướng là đối với thị trường trong nước và một số những đơn hàng xuất khẩu, từ đó để quảng bá được cái thương hiệu cho địa phương. Thổ cẩm là một nét văn hóa đặc trưng có từ lâu đời. Hơn bao giờ hết, việc bảo tồn và phát triển nghề thêu dệt truyền thống đang được nhiều cấp ngành quan tâm. Xem đây không chỉ là một hướng giảm nghèo hiệu quả, mà còn góp phần tôn vinh và phát triển bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam.